นึ่งจะไปที่ไหนกันxin cảm ơn ban lãnh đạo ngân hàng, ban truyền thông cũng như ban lãnh đạo của các khối, các khu vực, các chi nhánh đã ủng hộ cho giải đấu và chúng ta đã có một kỳ thi đấu mùa SEA Football Championship mùa 3 thật sự là thành công rực rỡ. Một lần nữa xin lời cảm ơn và tôi xin chính thức tuyên bố bế mạc giải đấu và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo đó là trao giải thưởng. Và
tiên xin mời anh Trương Văn Hiên, giám đốc sân bay Hải Phòng sẽ đại diện ban tổ chức trao giải thủ môn của đội FC F4HO đạt danh hiệu găng tay vàng. Anh phải lên cái bảng xin mời anh, anh giám đốc chương trình Hà Nội.
Thì lúc bán phút là 13 đây này đứng một tí, đây này đứng một tí, bà có bà. Rồi, rồi, rồi. 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 Đó chính là đội Xin Anh Anh Đi. 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 Xin Anh
Hai hàng nha, đứng lên em nha. Chúng tôi tin tưởng rằng giải đấu này sẽ tiếp tục được duy trì và tổ chức thành công hơn nữa.